俺は俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も死なせない。心を燃やせ、限界を超えろ。俺は縁柱、煉獄杏寿郎、黒方煉獄や。Quay trở lại với hành trình 200 ngày chinh phục thế giới trái cây Love Fruit, thì hôm nay bọn mình lại gặp gỡ với một nhân vật nữa đến từ Thanh Gươm Diệt Quỷ. Đó chính là một người mà rất là nhiều bạn yêu quý, chứng minh ở cái việc đó là nếu như mà tìm kiếm cái bình luận tên của người này ở trong kênh của mình thì đã có hơn 500 lượt bình luận. Các bạn không nghe nhầm đâu, hơn 500 lượt bình luận mà đấy chỉ là xương xương thôi nha. Yêu cầu mình làm với nhân vật này thì chứng tỏ rằng đây là một người được rất là nhiều các bạn yêu quý. Đó chính là viêm trụ của ta Rengoku Kyojuro. Không để các bạn đợi lâu nữa, hôm nay bọn mình sẽ cùng với viêm trụ phá đảo thế giới trái cây này nha. Trước khi vào video thì đây chính là bạn đã nhận được Inosuke ở video lần trước của mình. Chúc mừng các bạn nè. Chắc chắn rồi, khi hành trình của viêm trụ ở thế giới trái cây kết thúc thì cái hạt này sẽ dành cho một bạn may mắn nhất. Ví dụ các bạn rất đơn giản thôi, như mọi lần các bạn nhớ đừng có xem chùa nha. Vì làm một cái video này của mình tốn rất là nhiều thời gian ấy, có khi là gần cả tháng ấy, nên các bạn xem chùa là dễ xấu lắm á. Nên là nhớ là kéo xuống dưới cho mình xin một like, cũng như bạn nào chưa đăng ký thì bấm vào nút đăng ký nha. Đúng. Và trả lời cho mình một câu hỏi trong video, một bạn may mắn nhất sẽ nhận được hạt viêm trụ nè. Kết quả thì mình sẽ công bố ở video sau. Còn bây giờ thì bắt đầu đi vào hành trình cùng với lại viêm trụ thôi. Let's go. Cả nhà biết tin gì chưa? Tham khảo Robux, Team Unit hay tất cả mọi thứ về Roblox, Blockfruit, Toiletor Defense, Anime Defender và các thông tin về minigame về mình tại link bio được ghi ở dưới phần mô tả và phần bình luận nha. Viêm trụ sở hữu kiếm thuật Hotonokokyo, hơi thở của lửa. Vì thế nên mình sẽ bắt đầu hành trình này bằng cái kiếm, đó chính là cái ống nước. Vì cái này các cái chiêu thức của nó nhưng cũng rất là cháy như Free Fire á. Và đã là thế giới trái cây thì chắc chắn là mình sẽ chọn cho Rengoku một cái loại trái cây. Và cái trái mà phù hợp nhất với Rengoku thì còn gì khác ngoài trái lửa nữa. Lên tới C2 thì mình cũng sẽ thức tỉnh trái lửa lên V2 cho viêm trụ của mình mạnh nhất nha. Chưa gì hay là có một trái quỷ nó xoe ở ngay trên cái pháo đài hải quân. Năng lực này đến từ một người đẹp trai mà cũng rất là yêu quý mình. Đó chính là âm trụ hào nhoáng Tengen. Cái này mình sẽ cất đi, khi nào gặp Tengen thì mình sẽ trả Tengen sau. Qua được tới đảo tuyết thì mình sẽ nâng cấp tất cả sức mạnh cho Rengoku bằng Haki ở trong thế giới này, rồi bằng nhảy cao và tốc biến. Cái chiêu của ống nước khi mà được làm lại ở bản update mới á, thì nhìn nó rất là đẹp anh em ạ. Đặc biệt là cái chiêu vụ nổ lông trời á, nhìn nó kiểu nó cháy cái mặt đất á, nhìn đẹp ha. Còn cái chiêu 1 thì nó hơi bá một tí. Chiêu đấy thì dùng để đánh boss ok, còn nếu mà để đánh quái ấy, thì nó đánh được có một con nè. Từ đảo nhà tù thì mình sẽ đổi sức mạnh của ống nước sang sức mạnh của trái lửa. Mình sẽ cố gắng mở full chiêu của trái lửa để khi mà vừa qua tới C2 thì bọn mình sẽ cùng nhau đi thức tỉnh nó lên V2 luôn. Hợp lý. Tính ra nãy giờ đánh mấy con boss không có con nào rơi ra vật phẩm anh em ơi. Tôi thấy hơi sợ đấy, tôi cứ hy vọng nó sẽ rơi ra một cái vật phẩm gì đấy. Vì ở C2 tôi phải đi lấy cái thanh kiếm Rengoku mà. Nếu tôi có cảm giác là hơi sung sướng rồi đó. Đánh bại săn tóc đỏ để lấy Haki quan sát, giúp mình có thể né đòn tốt hơn. Đúng rồi. Nhân phẩm với trái ác quỷ ở lần đầu tiên đến đúng sao? Thân thật trời Nika nhưng mà chưa thức tỉnh. Viêm trụ Rengoku là một người nổi tiếng không những là vui vẻ yêu đời mà lại còn vô cùng tốt bụng nữa, nên tôi cho nè. Trang bị Haki quan sát với 750.000 Belly. Ở cái thế giới này lúc nào cũng là tiền tiền hết. Thợ làm bánh donut ở thế giới này à? Không có tuổi với tôi đâu.
Các bạn biết tại sao tóc của anh Rengoku nó có màu vàng đỏ không? Đó là thứ nhất. Theo như anh Rengoku kể á, thì anh Rengoku bảo là vì tổ tiên thích ăn tempura, tempura tôm ấy, cho nên là nó sẽ có màu đỏ vàng. Bởi vì ở phần trên lúc cái chỗ bọc bột đó thì nó màu vàng, còn cái đuôi con tôm lòi ra nó vẫn màu đỏ, nên tính ra là tổ tiên ăn nhiều tôm chiên quá trở thành tóc đỏ vàng. Nguyên nhân mà ông tác giả mới đưa ra đó là gia đình Rengoku là một gia đình có truyền thống Kankakari. Truyền thống này có nghĩa là khi mà trong quá trình mang thai, mấy bà mẹ cứ 7 ngày sẽ ngồi 2 tiếng đồng hồ nhìn chăm chăm vào một ngọn đuốc nó rực lửa màu vàng đỏ. Nên là cứ làm như vậy trong suốt cái quá trình mang thai. Khi đẻ ra thì người của dòng họ Rengoku sẽ có mái tóc nhanh Rengoku bây giờ. Đó chính là cái giả thuyết giải thích cho mái tóc chảy như phi vai của anh Rengoku đấy. Ok, bây giờ mình đã tiêu diệt được con boss cuối cùng ở C1. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ở C2. Mình cũng đã mở được full chiêu của trái lửa rồi. Vì thế nên là bây giờ việc của mình đầu tiên, mình sẽ đi thức tỉnh full chiêu trái lửa nha. Nhân phẩm rơi đồ và nhân phẩm trái quỷ ở C1 thì khá là đẻo. Thì không biết là ở C2 nó có hơn được không nào. Màu vàng trái ánh sáng, hy vọng trái ánh sáng này sẽ mang nhiều may mắn đến cho tôi nha. Ok, bây giờ với sự giúp đỡ của anh em trong băng hải tặc của bà Đan thì bọn mình sẽ bắt đầu đi thức tỉnh cho trái lửa cũng như đi ra điểm ép. Bởi vì đi thức tỉnh trái lửa cũng cần khá là nhiều điểm ép đấy. Chiêu đầu tiên của trái lửa, chiêu giết với giá 500 điểm ép. Chiêu này từ cái ngọn lửa vàng mình sẽ đổi thành ngọn lửa màu xanh. Chiêu 2 là chiêu ép với giá 2.000 điểm ép. Nhờ chiêu này bọn mình sẽ đi nhanh hơn. Chiêu 3 là chiêu ít 3.000 điểm ép. Họ ép bộc phá. Trước khi mà đi thức tỉnh tiếp ấy, thì bọn mình sẽ đi đánh bại cái thằng râu đen này đã. Bởi vì mình hết điểm ép rồi anh em ơi. Thằng này nghĩ đồ là hoàn hành ở trong thế giới One Piece lắm đúng không? Thế để tôi tiêu diệt nó cho. Thế à? Ok, kiếm được thêm 1.500 nguyên thạch. Tiếp tục đi nâng cấp chiêu C với giá 4.000 điểm ép. Chiêu cuối cùng là chiêu V, 5.000 điểm ép. Thế là chúng mình đã thức tỉnh full chiêu cho trái lửa ở đây. Hấp lửa trái tim. Ở C2 thì mình cũng sẽ sử dụng trái lửa V2 nha. Chút xíu nữa khi đủ level thì mình sẽ qua và mình lấy kiếm Rengoku. Chứ mình chưa đủ level mình lấy nó có cái gì thôi. Mình biết nhân phẩm của mình lắm. Ngon, đánh nhà máy được trái bút hát em ơi. Nhân phẩm ở C2 của mình bắt đầu thấy nó hên hơn ở C1 rồi đó nha. Người tốt như thế này thì nhân phẩm phải ngon chứ. Chứ như anh Rengoku mà nhân phẩm mà không mà xui thì tôi thấy nó hơi lạ đấy. Vì anh Rengoku quá là tốt bụng nên không thể nào ấy mà nhân phẩm quy bắp được đâu. Đúng. Tôi thấy mấy cái người á mà chơi thân với nhân vật chính xong rồi lại còn hệ lửa là kiểu gì ăn bánh donut à. Kiểu như là bên One Piece thì có A cũng ăn bánh donut, qua bên A cũng ăn bánh donut của Akaya. Coi cái tập đấy ai có ai là không buồn không ta? Chứ tôi là tôi coi tập đấy tôi khóc hu 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 luôn mẹ con ơi. Bởi vì ấy kiểu nó cảm động sao á. Có không bạn Haki, để mình lên kiểm tra có Haki màu gì. Và Rengoku thì mình sẽ cố gắng mua Haki màu cam nha. Vì nó là sự pha trộn giữa màu đỏ với màu vàng á, nó thành màu cam. Ôi ngon, ông bạn Haki màu cam rồi nè. Trời ơi, cái gì mà cầu được ước thấy này. Bắt đầu AC2 là tôi thấy hên rồi đó. Ngay từ việc mua Haki cũng nhanh gọn lẹ nữa. Chào các bạn, coi nhân phẩm người tốt nè. Có trái quỷ spam ở chỗ đấu trường so tài. Đây, các bạn thấy cái gì chưa? Một trái bút tù lửa. Mời kìa. Rồi, nhân phẩm nhà máy tiếp nè. Lượm luôn một trái Phoenix. Ăn đù. Chưa hết đâu nha, vì chúng ta sẽ lại phát hiện ra một trái quỷ ở vườn thực vật. Nó chính là Tengen. Hồi nãy ở C1 lượm được Tengen, bây giờ qua C2 lại tìm được Tengen lần nữa.
cơ, mình không chỉ sử dụng trái lửa nè, kiếm mà có lửa và tí nữa sẽ là Rengoku, mà mình còn lấy võ cho Rengoku. Thứ nhất đó là mình lấy Dragon Talon, sau đó là qua tới Shiba thì mình sẽ cố gắng random hỏa hồn để bọn mình có thể lấy hơi thở của rồng V2 nha. Còn bây giờ thì tôi phải đi lấy kiếm Rengoku thân em ơi. Nãy giờ đánh quái nó không ra được cái chìa khóa nên là mình phải đi đánh boss. Và tôi biết là lịch sử nó lại lặp lại với tôi rồi. Cái gì mà tôi cần nó sẽ không có ra. Rengoku là thanh kiếm của tôi mà ông admin ông ấy không cho tôi ấy, thì ông ấy hơi sai với tôi rồi nha. Oh my god, cuối cùng thì nó cũng chịu ra rồi nè. Nãy giờ không ra nhưng mà ra một lúc là hai cái. Thứ nhất là chìa khóa thư viện, thứ hai là chìa khóa ẩn. Có chìa khóa ẩn chúng ta sẽ vào mở rương. Bọn mình đã lấy được thanh kiếm Rengoku. Đây mới đúng là thanh kiếm của tôi nè. Ông admin Blackfoot rất là thương Rengoku á, cho nên ổng mới lôi nguyên cái kiếm của anh ấy vô cái game này á. Chứ nếu thực sự mà nếu không thích Rengoku thì ổng cũng không có đầu tư tới nỗi mà mang cả thanh kiếm Rengoku vào game đâu. Ok, chúng ta đã hoàn thành được C2. Mình phải qua C3 đánh admin cái đã. Sau đó là mình sẽ quay lại C2 lấy tộc sau nha. Bởi vì mấy ông server ổng mới đã kiếm cho mình được cái cúp Rip in the Rare rồi. Ngon lụm cái mũ. Bọn mình sẽ qua lấy tộc V2. Lúc đầu thì mình cứ phân vân mãi, mình không biết là nên lấy tộc Human là tộc người cho anh Rengoku hay lấy tộc thiên thần. Bởi vì bây giờ thì anh Rengoku đã trở thành thiên thần rồi, nên là mình rất là phân vân. Nhưng mà sau cùng thì mình lại chọn ý chí cuối cùng, bởi vì mình thấy ý chí cuối cùng rất là hợp với lại anh Rengoku. Cho đến giây phút mà anh ấy bị đánh bại thì anh ấy vẫn mỉm cười, bởi vì anh ấy đã sống một cuộc sống ý nghĩa. Nên là thôi lấy ý chí cuối cùng đi ha. Chứ còn tộc thiên thần thì anh ấy sẽ mãi là thiên thần trong lòng của tụi mình. Còn tộc thiên thần thì để sau nha. Mới sang C3 đã có ông nội NBN, ổng mới đã kiến dân cho tôi trái bút hè anh em ạ. Tạm thời thì bây giờ mình chỉ dùng kiếm thôi, nên là mình sẽ xài trái bút hè để mình cường hóa cái kiếm của mình cho nó bự một tí nha. Sau đó một tí nữa thì mình sẽ quay trở lại với trái lửa của mình sau. Chúng ta sẽ đi đánh bại thằng Đấu Kinh. Đây là con boss trâu nhất ở C3. Mình sẽ đi pha một tí, sau đó là đợi full moon thì mình sẽ đi thức tỉnh tộc nha. Đầu tiên thì mình sẽ qua xem là nhân phẩm C3 của tôi như thế nào pha nào. Ấm ba la xì bò. Ui, lại thêm một trái Phoenix nữa. Mình đã đánh nhà máy được Phoenix, giờ tiếp tục Phoenix thứ hai. Rơi được cái mũ phi công nè, ngon lành. Ở đảo phụ nữ mình sẽ cố gắng đi farm vảy rồng nha. Một tí nữa mình sẽ nâng cái kiếm Rengoku lên sao luôn. Ok, let's go. Bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu đi thức tỉnh tộc nha anh em. Tộc Human là một cái tộc thức tỉnh siêu dễ. Chỉ cần đánh bại mấy cái boss là được. Ngon, ở kia đầu tiên mình sẽ thức tỉnh được cái ý chí cuối cùng lên dạng V4. Bây giờ tôi chính thức còn cháy hơn cả V5 nữa. Kia thứ hai mình sẽ bắt đầu thức tỉnh sức mạnh tranh Rengoku. Bởi vì mình dùng để farm cho nên mình sẽ nâng kia là 2 xanh và 1 đỏ. Gear thứ 3 chắc chắn rồi, 1 gear màu xanh nâng cấp. Gear thứ 4 là gear màu đỏ. Lần cuối cùng mình đi thức tỉnh, lúc này thì mình sẽ có tộc Human full gear.
Nếu mà bạn nào mình lấy cái gạch này thích đổi qua ghi đỏ hay ghi xanh, chỉ việc lên và đổi thôi. Mình đã làm xong tất cả mọi việc rồi. Mời đẹp. Tôi nổi tiếng là có hiếu với fan ấy, cho nên á là mấy bạn coi video này mà không like mà còn xem chùa nữa thì tôi chắc tôi buồn lắm quá. Tự nhiên á, mình lướt lướt á, xong rồi mình thấy bây giờ là tháng 10, mình nhớ quá mọi người. Mọi người có nhớ tháng 10 năm ngoái bọn mình có sự kiện gì không? Tôi đang fan ở cái chỗ này, tôi nhớ là hồi năm ngoái bọn mình có sự kiện random xưa anh em ạ. Và có mấy cái rương màu đen ấy, có gì năm nay được chơi tiếp nhờ. Đang fan ở trên chỗ xương thì phát hiện ra một trái quỷ. Đó chính là trái Venom, nhưng mà có một bạn Anh Huy Daisy. Bạn ấy đang đứng ở đây nè, mình sẽ cho bạn ấy nha. Bạn này chính là cái ạc mà mình dùng để nâng cấp ạc fan. Wow. Hôm trước á, khi mà mình làm video, mình nhớ là về Mujiro thì phải á, hay là một ai đấy cũng trong thanh cơ nhiệt quỷ. Mà khi, Giyu mới đúng mọi người ạ, Giyu tìm được trái Mochi. Sau đó là mình đã dùng cái trái Mochi đấy để mình cho một cái bạn fan. Và mình đã đọc được bình luận của các bạn ấy, một số bạn nói là: ôi trời ơi, chị Đen nói là cho mấy bạn ạc đi vô mà lại cho cái bạn fan trái Mochi, thế thì còn gì là công bằng nữa. Nhưng mà các bạn ơi, thật ra ở cái ạc đi vô mình đã có một trái Mochi trước đó rồi. Với lại á, mình đã tặng ạc cho các bạn, ví dụ là ạc Giyu đi, thì các bạn đã có nguyên một bộ đồ Giyu nè. Với lại thường trong mấy cái ạc đấy á, mình sẽ để dư Robux. Là ví dụ như ạc Denuku chẳng hạn, mình mua đồ nhưng mà nó còn dư đâu khoảng là 100-200 Robux đó. Thì các bạn có thể lấy cái Robux đấy để các bạn mua trang phục riêng cho các bạn. Khi mà các bạn nhận được cái ạc của mình thì nhiều khi mình lượm được trái xịn đi thì mình sẽ tặng cho mấy bạn mà đã giúp đỡ mình trong quá trình làm video, đúng không? Như vậy thì nó cũng đâu có gì đâu, vì các bạn đã nhận được nguyên một cái ạc có full cả gear, có cả Robux để mua đồ, rồi là có quá trời đồ xịn mà, thì các bạn tiếc gì mà trái ạc quỷ xịn sò cho người khác. Đúng. Nên là nhiều khi các bạn bình luận thấy mình cũng hơi buồn ấy. Cái này mình nói ra không phải là để mình trách cứ gì các bạn hết, nhưng mà mình chỉ mong các bạn hiểu cho mình thôi. Đó là dù mình làm việc gì thì cũng là tốt cho các bạn, chứ cũng không có gì là xấu hết vì mình có lấy cho bản thân mình đâu. Nên là mọi người đừng có nói mấy cái lời cay đắng nha. Làm thế tôi kiểu hết cả động lực làm video á. Nhưng mà không sao, những cái lời đó thì mình thấy chắc các bạn chưa hiểu thôi. Còn bù lại thì mình được rất là nhiều các bạn yêu quý. Cho nên là dù sao thì tôi cũng sẽ cố gắng làm thật nhiều video cho các bạn xem. Ý mà khoan nha, nãy giờ sao tôi thấy tôi su quá hả? Tôi ráng, tôi ngồi tôi phép như một cái con cờ hó được 5.000 xương. Mẹ tôi random miết, nó không ra nổi cái hỏa hồn anh em ạ. Thậm chí cả một cái vật phẩm truyền thuyết, đó là cái linh hồn bóng tối, đánh con boss nó cũng không ra. Tại sao anh Dengoku đẹp trai, dễ thương, tốt bụng như tôi mà lại su nhờ? Thôi rồi, bây giờ xui quá nên là mình sẽ đi reset nhân phẩm phép. Tôi sẽ qua đây với đầy đủ nguyên liệu thì mình sẽ nâng cấp kiếm Rengoku của mình lên cấp 1. Ở đây mình sẽ được cộng thêm 8% đam. Nếu mà bạn nào nhận được cái hạt này á, có thể đi săn Levi rồi kiếm mấy cái cuộn truyền thuyết ấy, sau đi enchant cho Rengoku nha. Như thế thì cái kiếm nó còn mạnh hơn nữa. Lì lì ông nội ông ơi, ông thương tình tôi đi mà, cho tôi cái hỏa hồn đi. Hỏng cho rồi. Trời sáng tôi lại tiếp tục đi đen đông tiếp. Cái gì mà ta là tiền với lại nguyên thạch thế này? Tôi đâu cần, tôi giàu mà. Có một trái quỷ spa mở trên chỗ kẻ. Để mình xem là trái gì nha. Mình biết đó là sẽ không có xui đâu, bởi vì nhân phẩm cái hỏa hồn nó đủ xui rồi. Đấy, tôi nói có sai đâu. Một trái cần chun. Ngon nha. Dù biết là cuộc đời nó hơi ác với mình, nhưng mà mình phải lì hơn nó. Tôi đã nói với các bạn rồi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ấy thì mình phải lì hơn thì mình mới chiến thắng được. Nhớ là tôi sẽ trở thành vua lì đòn. Tôi sẽ ra đâu tới khi nào ra thì thôi, không ra thì khỏi kết thúc video, cứ để video kéo dài mãi. Tính ra ông này ông mới lì thật á chứ. Oh my god, anh em nhìn thấy cái gì chưa? Thấy Renoku cầm cái gì trên tay chưa? Cái khúc này mẹo Melazada, Shopee, Amazon nè. Mình tắt máy tính, mình đi ngủ và mình lấy cái điện thoại của mình. Mình thử vào, mình random coi. Giống như là mình chỉ là chơi thôi, chứ mình không nghĩ là nó trúng.
ai về đâu, anh đi đâu cứ random là trái kitsune đây mẹ. Nhưng mà bây giờ ấy, mình đang ở xe mà thường, mình không dám thả cái trái kitsune xuống vì mình sợ nó không vô tay của cái bà đen của mình, mà nó rơi xuống đất thì mấy cái thằng siêu nhân nó sẽ chạy lại nó hút ngay cái trái kitsune, chắc là tôi khóc quá. Thế là tôi phải thức dậy ngay lập tức, sau đó tôi đăng nhập vô kẹt của bà đen, tôi đi tôi quay màn hình lại nè anh em ơi, mình mới random tức thì luôn đó các bạn ạ, mới 5 phút trước, không có ngờ là tôi lại được trái kitsune. Nhân phẩm mày gọi là đỉnh của chóp luôn ấy, nhân phẩm của anh Renoku, nhân phẩm rất là nhân phẩm, nhưng mà đối với cái hỏa hồn thì tôi bó tay rồi. Nãy giờ là mình cắt đi nhiều lắm rồi đó, chứ mình random mới chắc phải là hơn 6.000 xương á. Hơn 6.000 xương mà nó toàn ra tiền. Nè, hên lắm thì nó mới ra được cho tôi đúng một cục linh hồn bóng tối. Tôi đi đánh thằng boss pha đẻ để coi có rơi được cái lưỡi hai bóng tối không. Rè vương miệng thánh. Cái khúc này là cái khúc mà tôi đã cảm thấy là hơi chán chán rồi đó. Tuy là tôi lì thì tôi lì, nhưng mà tôi vẫn phải nản chứ, bởi vì tôi là con người mà. Làm sao mà tôi không biết nản. Nhưng mà cái lúc mà tôi nản nhất, cái lúc mà tôi muốn bỏ cuộc, thì nó lại cho tôi cái hỏa hồn đấy. Các bạn thấy chưa? Chứng minh với các bạn một chuyện là khi mà các bạn cảm thấy là bất lực một cái chuyện gì đấy, thì các bạn đừng có bỏ qua, mình hãy cố gắng thêm đi. Cứ thêm một chút, rồi cuối cùng nó cũng phải ra thôi hả. Nè ông nhận lấy đi, ông biết là để có cái này tôi có phải vất vả bao nhiêu ngày nhiêu đêm đúng không hả? Thế là mình đã có cái hỏa long quyền rồi. Ngon, bây giờ tôi sẽ đi farm luôn cái võ hơi thở của rồng lên V2 và tiếp tục hoàn thành cái thử thách cho anh Rengoku nha. Và câu hỏi cho ngày hôm nay để nhận được cái hạt Rengoku này của mình rất là dễ thôi. Đó là mình đã kiếm được cái chìa khóa ẩn ở level bao nhiêu? Câu hỏi này dễ như là ăn bánh ấy, các bạn coi video là biết liền nè. Đừng quên để lại tên nhân vật của các bạn thật là chính xác ở dưới phần bình luận. Các bạn cũng đừng quên đó là đừng có xem chùa, ủng hộ cho mình bằng một nút like cũng như bằng một nút đăng ký nè. Kết quả người thắng cuộc thì mình sẽ công bố ở video sau. Và cái hành trình 200 ngày này là một cái hành trình khá là thú vị đấy, với lại một người mình cực kỳ yêu quý. Và nếu như có bất cứ nhân vật nào muốn mình thực hiện hay có một cái thử thách nào ở trong thế giới trái cây thì các bạn đừng quên để lại bình luận ở phía dưới gợi ý cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại cả nhà ở các video sau nè. Chúc cho các bạn một buổi chiều vui vẻ. Bye bye.